đến với chương trình Xu hướng và phong cách. Thêm một tuần đã trôi qua, quý vị khán giả có háo hức chờ đợi những thông tin về thời trang, làm đẹp và phong cách sống mà Quỳnh Châu sẽ mang lại không? Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, hãy cùng đến với chuyên mục trò chuyện cùng nhân vật. Thế giới thời trang không chỉ có những bộ sưu tập hot culture, những thương hiệu xa xỉ hay những xu hướng có chu kỳ. Trong cùng mấy thời trang khắc nghiệt, nhào nặn nên những nhà thiết kế kiệt xuất gây choáng ngợp bằng các tác phẩm nghệ thuật thời trang trình diễn. Chúng ta không thể không nhắc đến giáo sư, nhà thiết kế thời trang người Nhật Shingo Sato, một trong những tay kéo có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến làng thời trang thế giới. Ông là người đã sáng lập, xây dựng và truyền bá khái niệm Transformational Reconstruction Technique, kỹ thuật phá vỡ và tái cấu trúc. Đây là một trong những kỹ thuật may đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho thời trang thế kỷ thứ 21, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp may mặc. Tôi luôn tò mò và hứng thú với vạn vật dù động hay tĩnh xung quanh mình. Tôi quan sát sự rắn rỏi của những tòa cao ốc, sự chuyển chuyển trong dáng đi của những người phụ nữ. Tôi không ngừng quan sát và tò mò. Tôi cảm thấy thú vị khi nghĩ về những đường nét, những khối tạo hình. Và tôi nhận ra rằng mọi sự sắc sảo, bén nhọn, rắn rỏi, uyển chuyển, mạnh mẽ đều có thể được chuyển tải vào thời trang bằng kỹ thuật phá vỡ tái cấu trúc. Nhà thiết kế thời trang may đo cao cấp phải có khả năng truyền tải tinh thần và tư tưởng thông qua bộ trang phục. Phải là một người thật sự giỏi giao tiếp, không chỉ giao tiếp trong phương diện xã hội mà phải biết giao tiếp với chính mình, với bản ngã sáng tạo của mình và với cả những công cụ hay vật chất sẽ cùng mình sáng tạo nên trang phục. Bên cạnh đó thì hơn 20 năm trong sự nghiệp may đo cao cấp, tôi vô cùng trân quý những kinh nghiệm mà mình tích lũy được. Theo tôi, để thành công trên con đường này, bạn phải luôn nghiên cứu và không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Tôi vô cùng ấn tượng với sự nhiệt tâm, tinh thần khao khát học hỏi và tha thiết trong việc chinh phục kiến thức của các học viên Việt Nam. Và tôi nghĩ họ thật sự rất tài năng. Họ không quá đặt nặng kỹ thuật mà cống hiến toàn bộ năng lượng cũng như tâm huyết của việc sáng tạo thời trang. Tôi đã giảng dạy tại rất nhiều quốc gia nơi có ngành công nghiệp thời trang phát triển và điều kiện vật chất rất tốt. Nhưng điều đáng buồn là có những trường hợp khi học viên đã có được kỹ thuật thì lại chạy theo danh tiếng và thương mại mà quên việc trau dồi, học hỏi, dẫn đến dậm chân tại chỗ và mai một kỹ năng. Tôi cũng đã giảng dạy tại Singapore và Myanmar. Nhưng thật sự các học viên Việt Nam lại làm tôi ấn tượng nhất. Và đó chính là lý do tôi ở đây để truyền cảm hứng cho họ. Các học viên rất nhiệt tình và họ thực sự rất tiềm năng. Bên cạnh đó thì càng ngày có nhiều người tìm hiểu về kỹ thuật của tôi, cho thấy người làm thời trang của nước bạn đang ngày một hiểu và phân biệt rõ hơn về thời trang may đo thiết kế và thời trang sản xuất đại trà. Thế hệ kế thừa của thời trang Việt Nam đang rất khao khát khẳng định cá tính. Họ bắt đầu định hình phong cách cá nhân và tách biệt dần với thời trang sản xuất đại trà theo lối công nghiệp hóa. Bản thân tôi nghĩ đây là một sự chuyển mình rất ấn tượng của ngành thời trang nước bạn. Theo tôi, thời trang nên có cả tính nghệ thuật lẫn tính thương mại. Nhà thiết kế dùng thời trang để thể hiện tư duy thẩm mỹ, nhưng cũng phải biết làm thương mại. Điều này cũng tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ. Nhưng sau tất cả, hãy chú trọng vào sản phẩm và thành tựu, chứ không nên chỉ chạy theo vật chất. Hãy luôn luôn tò mò. Tò mò về cả những sự vật khác nói chung, chứ không riêng gì về thời trang. Không ngừng quan sát và đặt câu hỏi. Đưa ra vấn đề và rèn giũa tư duy để giải quyết chúng. Đừng bao giờ ngừng việc học hỏi.
nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm, vì đó sẽ là chìa khóa đưa bạn đến thành công. Find out something new departure. Thank you so much. Tiếp nối chương trình, Quỳnh Châu xin mời quý vị đến với bộ sưu tập của thương hiệu Novelty, bộ sưu tập mang tên Breath, hơi thở. Với phong cách nautical, hòa cùng sự lên ngôi của những đường kẻ sọc và họa tiết chim muông, hoa lá đã thổi vào bộ sưu tập một tinh thần trẻ trung, tươi mới của một mùa hè nhiệt đới. Thời trang Novelty là luôn luôn phấn đấu không ngừng để mang đến những cái sản phẩm thời trang đẹp và phù hợp với xu hướng. Các nhà thiết kế Novelty đã cho ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2017 mang tên Hơi thở. Cái bộ sưu tập lần này thì Novelty muốn gửi đến người tiêu dùng đó chính là những cái mẫu trang phục công sở với tính năng giàu phố được trẻ hóa. Bên cạnh những cái dòng sản phẩm chính chủ lực dành cho nam giới, Novelty sẽ cho ra mắt những cái mẫu sản phẩm dành cho phái nữ. Cái thông điệp mà Novelty muốn gửi gắm qua bộ sưu tập lần này đó chính là đồng hành cùng Novelty, chính bạn đồng hành cùng thời đại.
mến, Quỳnh Châu hy vọng rằng bộ sưu tập Red đến từ thương hiệu Novelty đã mang đến cho quý vị một tinh thần tươi trẻ và đầy ấn tượng. Chia tay sàn diễn xu hướng và phong cách, Quỳnh Châu xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập đã gây tiếng vang và tạo được làn sóng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Đó là bộ sưu tập nào? Xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng ngay sau đây. I'm gonna go get some more.
Quỳnh Châu hy vọng rằng bộ sưu tập đến từ nhà mốt Saint Laurent đã giúp cho quý vị có thêm một nguồn cảm hứng mới về thời trang trong cuối tuần này nhé. Thưa quý vị, trang phục là tuyên ngôn của người mặc, nhưng nếu người mặc đó là hình ảnh đại diện cho cả một quốc gia, một dân tộc thì yếu tố trang phục lại càng quan trọng hơn. Ngay sau đây, Quỳnh Châu xin giới thiệu với quý vị danh sách những nguyên thủ quốc gia có gu thời trang ấn tượng nhất. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, mái tóc dài hất ngược, tay áo phong cách Pháp, bộ sưu tập cravat sọc với những màu sắc rất trendy là phong cách đặc trưng của Tổng thống Enrique Peña Nieto. Sở hữu vẻ ngoài của một ngôi sao điện ảnh cùng gu thời trang ổn định và lịch lãm, Tổng thống Mexico luôn nhận được rất nhiều lời khen của truyền thông. Tờ báo Los Angeles từng ca tụng những bộ cosplay của ông được cắt may đầy tinh tế và không phải vì chủ nhân nào cũng có thể kết hợp vải dệt sọc với cravat đẹp đến thế. Nguyên Tổng thống Mỹ Barack Obama, hình ảnh vị tổng thống quyền uy của xứ cờ hoa trong bộ com lê phẳng phiu hoàn hảo đã quá quen thuộc với nhiều người. Song có một điều phải thừa nhận là ông Obama mặc gì cũng đẹp bởi ông sở hữu vóc dáng chuẩn và tỷ lệ cân đối. Cố vấn thời trang đặc biệt của ông là hai cô con gái Malia và Sasha cũng truyền rất nhiều cảm hứng cho sự lựa chọn trang phục hàng ngày của vị tổng thống này. Nguyên Tổng thống Malawi, bà Joyce Banda, được tạp chí Forbes tán dương là người phụ nữ quyền lực nhất châu Phi. Tổng thống Joyce Banda có lẽ cũng là nữ chính trị gia ăn mặc mốt nhất lục địa đen. Bộ sưu tập của bà bao gồm những chiếc mũ thiết kế tông sụt tông với trang phục có sắc màu tươi sáng hoặc được trang trí lộng lẫy cầu phù. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, có thể nói, trong danh sách những nguyên thủ quốc gia mặc đẹp ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ là người thành công nhất trong việc dùng sức mạnh thời trang để truyền tải vẻ đẹp văn hóa. Chủ biên của tạp chí Vogue phiên bản Ấn Độ từng nhận xét, Thủ tướng Modi hy vọng thông qua trang phục để chuyển tải tư tưởng của Ấn Độ đến với thế giới. Phục sức của ông Modi mang đậm phong cách văn hóa bản địa của Ấn Độ. Canada Justin Trudeau. Vị thủ tướng 44 tuổi được mệnh danh là nhà lãnh đạo sành điệu nhất thế giới bởi lối trang phục cũng như phụ kiện có một không hai, vô cùng lịch lãm nhưng cũng rất trẻ trung và cá tính. Bên cạnh những chiếc cravat màu sắc đa dạng, những đôi tất có họa tiết tươi vui không thể trộn lẫn, gu thời trang của ông dường như phần nào phá bỏ các chuẩn mực về thời trang của giới chính trị vốn gắn liền với những gam màu lạnh và trung tính. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Bà Clinton luôn nằm trong danh sách những ngôi sao mặc đẹp. Dù đứng trên cương vị của một chính trị gia, những bộ pencil có màu sắc đa dạng và nổi bật đi cùng phụ kiện thanh lịch là công thức chủ đạo trong phong cách thời trang của bà. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Clinton cũng rất yêu thích những chiếc váy dạ hội form dài với chất liệu sang trọng và quý phái, tôn vinh vẻ đẹp sắc sảo đoan chính của bà. Thưa quý vị, Quỳnh Châu hy vọng rằng những hình ảnh và phong thái của các nhà lãnh đạo trên thế giới vừa rồi đã giúp cho quý vị có thêm những thông tin hữu ích. Thưa quý vị, tiếp nối hành trình thời trang của xu hướng và phong cách ngày hôm nay, hãy cùng đến với chuyên mục làm đẹp với gợi ý cắt nhuộm đến từ nhà tạo mẫu tóc Huy Nguyễn. Xin chào các khán giả của xu hướng và phong cách, mình là Huy đến từ salon Huy Nguyễn. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn phong cách nhuộm xuân hè 2017. Song song đó mình sẽ kết hợp cắt nhuộm của Balaya hiện đang là xu hướng mới nhất của thế giới. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắt kiểu tóc mới cho bạn model này. Kiểu tóc này thì mình sẽ cắt dạng layer để tạo độ bồng và mái tóc được nhẹ nhàng hơn. Sẽ phô được những cái đường nét nhuộm balaya. Bây giờ thì mình đã cắt xong cái mẫu tóc vừa rồi. Thì các bạn thấy là sau khi cắt xong thì tóc nó sẽ được cái độ nhẹ, độ bồng nhiều hơn. Và song song đó thì cái độ phần đuôi dày ở phần mái tóc vẫn không hề mất đi.
Vì xu hướng tóc năm nay thì không có để những cái đuôi tóc quá mỏng, làm cho mái tóc nhìn sơ sát ha. Đuôi tóc mình vẫn dày và có độ tầng layer. Mình sẽ kết hợp mình nhuộm phong cách màu nó có ánh khói. Thì ánh khói đang là xu hướng bây giờ được đang rất là thịnh hành. Mình sẽ nhuộm theo phong cách là balayage, có nghĩa là nó sẽ có độ lan dần xuống và phía trên này sẽ tối, và càng xuống dưới thì càng sáng dần lên, và song song đó sẽ có những cái đường highlight chạy nhẹ để khi mà cột tóc lên thì sẽ phô được cái những cái màu sắc trẻ trung và rất là phong cách. Bây giờ thì mình bắt đầu mình tiến hành nhuộm nhé. Dòng nhuộm này mình đang nhuộm của Choico, dòng nhuộm của Mỹ. Nhuộm lên thì tóc rất là bóng và mềm. Cái phần tẩy tóc thì mình đã tẩy sẵn trước rồi để tiến hành nhuộm cho nhanh. Tẩy mình không hề tẩy vô sát da đầu để tránh trường hợp bị ngứa nên hoặc là bị rát. Mình mới vừa thực hiện xong mẫu nhuộm tóc cho bạn người mẫu này. Để chăm sóc được mái tóc mình được khỏe hơn thì trước khi sấy khô các bạn nên có một sản phẩm để chuyên về xịt dưỡng tóc. Mình vừa mới sấy khô tóc xong, mái tóc nhuộm balayage thì nó sẽ có cái độ lan từ từ xuống. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tạo kiểu cho mẫu này. Mình vừa hoàn thành xong mẫu tóc nhuộm cho xu hướng hè năm nay. Thì với mẫu tóc này thì các bạn nữ rất là thoải mái về phong cách mặc đồ. Điều đặc biệt của mái tóc này thì các bạn thấy là sau khi tạo kiểu xong thì rất là bồng bềnh. Đây là điểm nhấn mái tóc mà mình tạo cho trẻ trung năng động hơn. Với kiểu tóc ngày hôm nay thì hy vọng là sẽ mang lại cho các bạn nhiều sự lựa chọn hơn về kiểu cắt cũng như là màu nhuộm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau. Thưa quý vị, hy vọng rằng những chia sẻ từ nhà tạo mẫu tóc Huy Nguyễn đã giúp cho quý vị có thêm những bí quyết để tỏa sáng và nâng tầm vẻ đẹp của mình. Thưa quý vị, Quỳnh Châu hy vọng rằng chuỗi thông tin mà chương trình mang đến ngày hôm nay đã điểm thêm cho buổi chiều cuối tuần của quý vị những cảm hứng mới mẻ về làm đẹp và phong cách sống vô cùng hữu ích và thú vị. Đến đây thì chương trình Xu hướng và phong cách xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào 16:50 chiều Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về ban chuyên đề là Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hoặc hộp thư Xu hướng và phong cách a@hoahongvang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.